Chiều ngày 4 tháng 11, nghị trường Quốc hội nóng xung quanh quy định cấm người có nồng độ điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đại biểu Bế Trung Anh cho rằng rượu chỉ là một trong số những tác nhân, nếu chỉ nếm rượu chắc vẫn ổn. Công an đã rất quyết liệt trong xử lý vi phạm nồng độ cồn. Phát biểu tranh luận đối với băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội đã phát biểu về việc khi tham gia giao thông có được có nồng độ cồn hay không, đại biểu Bế Trung Anh, Đoàn Trà Vinh cho rằng nếu chúng ta muốn kiểm soát năng lực hành vi, trong khi rượu chỉ là một trong những tác nhân, và rượu khi uống nhiều quá mới ảnh hưởng đến năng lực hành vi, nếu chỉ nếm rượu chắc vẫn ổn. Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa năng lực hành vi với tác nhân, việc dùng hay không dùng rượu, đại biểu nêu quan điểm. Tác nhân gây ra năng lực hành vi kém không chỉ có rượu mà còn có cả cocaine. Thậm chí có những anh lái xe mà chỉ nghĩ đến vợ là tim đập chân run thì cũng không thể điều khiển xe được nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên có kiểm soát việc này. Ví von của đại biểu Bế Trung Anh khiến nhiều đại biểu trong Quốc hội bật cười. Cùng tranh luận về vấn đề này, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đánh giá trong thời gian qua Bộ Công an đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Theo nữ đại biểu, điều này đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội, phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hạn chế các vụ tai nạn thương tâm xảy ra, góp phần xây dựng nhận thức thói quen của người dân trong việc tham gia giao thông, hình thành thói quen đã uống rượu bia là không lái xe. Bên cạnh đó, việc làm này đã tạo niềm tin rất lớn cho cử tri, nhân dân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không có ngoại lệ. Dù là người vi phạm là ai, kể cả những cán bộ trong ngành, nếu vi phạm đều bị xử phạt theo đúng quy định để làm gương cho nhân dân. Ngoài ra, việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn còn làm thu ngân sách, vì vậy tôi thống nhất như quy định tại dự thảo, theo đại biểu Đặng Bích Ngọc. Phát biểu góp ý, đại biểu Lê Hữu Trí, Đoàn Khánh Hòa cho rằng, việc quy định nghiêm cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, chính phủ đã có ý kiến giải trình hợp lý. Theo đó, quy định này nhằm đảm bảo sức khỏe tính mạng của người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông. Trên thực tế, việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực về thay đổi nhận thức, chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, quy định này cũng có phần chưa phù hợp dưới góc độ văn hóa, tập quán sinh hoạt của người Việt Nam, cũng như góc độ sinh học. Đại biểu Lê Hữu Trí nêu quan điểm và đề nghị cần nghiên cứu đánh giá cẩn trọng kỹ lưỡng quy định này trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn, các căn cứ khoa học, đảm bảo tính khả thi. Cho rằng không nên quy định cứng nhắc tuyệt đối về nồng độ cồn trong máu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Vĩnh Long cho rằng cần có giới hạn nhất định về nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi vượt qua mốc đó thì mới phạt. Phát biểu tranh luận về vấn đề liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển tham gia giao thông, đại biểu Lê Hoàng Anh, Đoàn Gia Lai cho rằng Quốc hội quyết định các vấn đề phải dựa trên bằng chứng khoa học, kết luận khoa học của các cơ quan có thẩm quyền, không thể quyết định dựa trên cảm tính hoặc theo dư luận. Ông cho biết qua nghiên cứu hồ sơ luật phòng chống tác hại rượu bia không có tài liệu của cơ quan thẩm quyền nào khẳng định bằng chứng khoa học cho quy định này. Hơn nữa, không nên cấm các hành vi liên quan nét đẹp văn hóa của nhân loại, không nên đưa ra các quy định hạn chế gây ảnh hưởng đến việc hành nghề của các ngành nghề khác, trong trường hợp này là các ngành nghề liên quan đến y học dân tộc. Đại biểu cho rằng bằng chứng và căn cứ khoa học sẽ là nền tảng cơ bản.